Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, cha ông ta từ xưa đã có câu làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Đúng vậy, trong phong thủy thì các chuyên gia cũng có đề cao việc làm xây sửa nhà cửa, bởi đây có lẽ là một trong những việc lớn trong đời của mỗi người. Cũng bởi lẽ đó mà từ lâu người ta cũng rất chú trọng trong việc chọn hướng nhà, xem ngày động thổ để gia chủ được may mắn cát lành. Về xây nhà thì có rất nhiều yếu tố cần xét đến như là hướng nhà, tuổi của gia chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai ra sao. Nếu nhà không hợp hướng thì có cách nào để hóa giải? Mời quý khán giả hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây để biết thêm những kiến thức bổ ích về xây nhà năm 2020 cho tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để xây nhà, việc đầu tiên ta xét đến các yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận, và yếu tố quan trọng nhất phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì gạt bảng, còn nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung họa bằng. Vì vậy, cần phải hết sức cẩn thận và xem thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên thì để xây được nhà hay không, ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai hay không. Đầu tiên ta xét đến kim lâu. Ất Mùi năm 2020, 66 tuổi, bị phạm kim lâu nên năm 2020 không thể xây nhà được. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ mang tới tai họa cho vợ, cuộc sống vợ chồng cũng bất hòa cãi nhau. Nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cát lành hay không. Xét đến hoang ốc năm 2020 canh tí, gia chủ tuổi Ất Mùi theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải lục hoang ốc, lục ốc tạo ra bất khả thành. Gia chủ làm nhà tuổi này thì cũng bị phạm, khó mà thành đạt trong công việc được. Còn xét đến tam tai, người tuổi Ất Mùi cần tránh các năm tam tai Tị, Ngọ, Mùi. Năm làm nhà 2020 canh tí, theo cách tính thì gia chủ năm 1955 Ất Mùi sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 không nên làm nhà. Nếu muốn làm nhà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm vào kim lâu, hoang ốc, tam tai nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên, tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây nhà, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời quý vị, anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, nam mệnh thuộc công ly hỏa, nữ mệnh thuộc cung càn kim, xét đến việc xây nhà như sau. Với nam mạng Ất Mùi cung ly xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, vì vậy người mệnh ly hỏa có bốn tốt là nam phục vị, đông nam thiên y, bắc diên niên, đông sinh khí. Bốn xấu là đông bắc họa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát, tây ngũ quỷ. Giờ ta xét đến tuổi 1955 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Hướng Bắc thì gồm có Ba Sơn, Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa Phạm Tuế phá và tam sát, hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Ất Mùi xây
nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng, được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái, tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ năm 2020 xây nhà đại cát. Vì vậy, những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Ất Mùi xây nhà và ở hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bổ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Đông gồm có ba sơn Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát, là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng, ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung, hướng Đông, mộc khắc thổ, nên nhà tọa tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi mà ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm kẻo rước họa vào thân. Tuổi Ất Mùi năm mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát lành và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hòa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Tây gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ năm 2020 canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được sự tư vấn chi tiết thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành và may mắn. Với nam mạng Ất Mùi 1955 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa thì năm 2020 nếu bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng làm phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Ất Mùi đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà
pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Ất Mùi 1955 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài. Chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái kén cỏi đặt cửa giường ở đây, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Ất Mùi khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng bàn hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 mà ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại. Mà họa hại là sao Lộc Tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi, sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng bàn hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Mùi 1955. Hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tôn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Ất Mùi xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng được Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn về hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được ca cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10 âm lịch, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Tuổi Ất Mùi nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng.
mà sao lục sát là sao Văn Gốc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Ất Mùi đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được Phong Thủy May Mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nam mạng. Còn với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Với nữ mạng Ất Mùi, cung Càn thuộc Tây tứ mệnh, người mệnh Càn Kim, bốn tốt Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên, Tây sinh khí, bốn xấu là Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát, Đông ngũ quỷ. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn xét về các hung vận hạn từng hướng nhé. Hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa Phạm Thái Tuế phá và tam sát, hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Ất Mùi nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì cần phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Ất Mùi đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch để hướng dẫn hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Mùi năm 1955 nữ mệnh. Hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2020 xây nhà đại cát. Vì vậy, những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cắt lành may mắn hơn. Tuổi Ất Mùi 1955 xây nhà hướng Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa, vì vậy Ất Mùi khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi vì khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế, bố trí lại các phòng bàn hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Mùi nữ mạng. Hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung, hướng Đông mộc khắc thổ,
nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa dậu hướng mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để có thể được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo sức họa vào thân. Với nữ mạng Ất Mùi 1955 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dạy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên đảo hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng lòng phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Ất Mùi đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương, bát quái, tinh cầu và dán ở phía dưới năm động mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Mùi, nữ mạng. Hướng Tây gồm có ba sơn, canh, dậu, tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa giáp hướng canh, tọa ất hướng tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên thì nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi 1955 Ất Mùi nữ mạng ở hướng này thuộc tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh gia súc, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí gương phong thủy, bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thành thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 Bắc Bạch tài tinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới trong năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 âm lịch sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đồng chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Ất Mùi xây nhà và ở hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ, thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa hôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm canh tí 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch.
Tuổi Ất Mùi 1955 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn, thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Đông Nam gồm có 3 sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ năm 2020 Canh Tý, sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông nam, ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ, phạm mộ lòng biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn tháng cát lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch, còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát, nên cứ sau đông chính mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Ất Mùi mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao lộc tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Hướng Tây Nam thì gồm có 3 sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc, nên xây mới năm 2020 cũng không được ca cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đu Thiên nên không xây mới được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Quý vị thân mến, trên đây là những kiến thức về xem tuổi làm nhà cho tuổi 1955 Ất Mùi cả nam và nữ mạng. Chắc chắn rằng quý vị đã có thể lựa chọn cho mình hướng nhà phù hợp, mượn được tuổi cát lành để động thổ làm nhà trong năm 2020. Rất cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua. Mọi đóng góp cho chương trình quý vị hãy gửi đến Phong Thủy May Mắn bằng cách bình luận bên dưới video này để chúng tôi có thể đưa đến cho quý khán giả những video hay, chất lượng nhất. Quý vị cũng đừng quên chia sẻ video này đến bạn bè, người thân để họ không phạm phải những điều đại kỵ trong phong thủy nhà ở. Chúc quý vị và các bạn xây được ngôi nhà đẹp, gia đình êm ấm, sung túc, mang đến hồng phúc cho những người thương yêu.